Xin chào mọi người, em Thủy quay cho mọi người cây hoa giấy Thái, hoa giấy Sakura. Đây, cây cực kỳ đẹp luôn này. Cây cực kỳ đẹp, hoa giấy Thái, hoa giấy tím tuyết, hoa giấy hai màu, đủ các loại nhá. Thì đây là cây tím tuyết dành cho bác nào yêu màu tím, ghét sự giả dối thì các bác trồng cho em cây hoa giấy màu tím tuyết này. Bông hoa màu tím rất là đẹp ạ. Đấy, bác nào yêu màu tím, ghét sự giả dối, các bác trồng cho em cây hoa giấy màu tím tuyết này rất là đẹp nha bác nhé. Tím tuyết, giá lên xe của cây tím tuyết này, giá lên xe của nó là 5 triệu đồng nhá. 5 triệu đồng cây hoa giấy màu tím tuyết. Bác nào đang chuẩn bị về nhà mới và mình cần set up biệt thự sân vườn, mình cần tìm một vài cái cây để mình trang trí sân vườn, để mình trồng ngay một cây hoa giấy bàn trà này rất là đẹp. Hoặc các bác mà không thích bàn trà mà các bác thích tán tròn thì các bác có thể trồng sang em hoa giấy hồng gân này. Hoa giấy hồng gân này, giá của nó thì như nhau nhá. Cây hoa giấy hồng gân, hoa giấy màu hồng gân nhé mọi người nhá. Rất là đẹp này. Đấy. Hoa giấy màu hồng gân. Bác nào đang cần set up biệt thự sân vườn, các bác đang cần tìm một vài cây để trang trí sân vườn thì các bác IB ngay cho em Thủy theo số điện thoại em Thủy để đầu kênh là 969162214 giúp em. 969162214 nhá. Hoa giấy màu hồng gân, màu gân hồng đấy. Đây là trồng trang trí biệt thự sân vườn, các bác trồng hai cây hồng gân này hai bên nhà, đẹp chơi quanh năm luôn. Đông xuân hè thu đều ra hoa. Đó là dòng hoa giấy ngũ sắc Thái. Nên là hoa giấy Thái, nên là hoa nó ra rất là sai. Còn bác nào mà thích màu trắng, bác nào thích màu trắng thì các bác có thể trồng sang cái em hoa giấy màu trắng này. Màu trắng bàn trà. Hoa giấy này là hoa giấy cẩm thạch trắng ạ. Cẩm thạch trắng. Đây nhá. Lá của nó là lá màu xanh cẩm thạch, còn hoa của nó hoa màu trắng nhá mọi người nhá. Cẩm thạch trắng. Bác nào ưng cây nào thì các bác inbox vào phần số điện thoại em Thủy để đầu kênh nhá. Phần thông tin liên lạc em Thủy để đầu kênh. Còn các bác nào mà thích chơi dòng hoa giấy nguyên bản, thích chơi dòng nguyên bản không phải hàng ghép thì mình chơi thằng hoa giấy hai màu này. Hoa giấy hai màu này thì nó là hàng nguyên bản nhá, trồng trong chậu vuông 70. Trồng trong chậu vuông 70 nhá. Chậu vuông 70 nguyên bản. Rất là đẹp luôn. Tán bay bàn trà của nó bay vào khoảng 2m, 2m rưỡi. Đấy, rất là đẹp luôn. Trồng hai cây một bên nhà mình là làm cùng một cỡ cây như nhau, tức là một loại sẽ là cùng một cỡ cây. Nên là các bạn mua theo đôi, theo cặp thoải mái luôn, chọn hai cây giống nhau, đều nhau, nó y hệt nhau luôn. Cây đã là cỡ cây nào thì nó đúng cỡ cây đấy, chiều cao như nhau, vanh gốc nó như nhau và trồng trong chậu như nhau, giống như nhau. Thì các bạn có thể, bác nào về nhà mới các bạn trưng hai chậu hai bên cửa nhà cũng được. Trồng cây hoa giấy nó là cây gọi là tiết kiệm nhất trong tất cả các loại cây luôn, nó dễ trồng, dễ chăm sóc, đông xuân hè thu đều ra hoa và đặc biệt là nó quá là dễ chăm luôn. Bác nào bảo là nhà mình không có tay chăm, không có kỹ thuật trồng, sợ về nó đai hay nó thuê nọ cái kia thì không phải lo nhá. Trồng hoa, cái hoa giấy này là dễ nhất trong các thể loại dễ. Ngập lụt các bạn, ngập lụt mấy hôm không, nó không đai luôn. Bác nào mà không thích trồng cái thằng tán tròn thì các bạn trồng cái thằng Sakura. Sakura này là hoa giấy của Thái Lan này. Thằng hoa giấy Sakura thì nó có cái ưu điểm của nó là nó đẹp, nó tông màu của nó này, tông màu hồng gân. Đây này, cái hoa giấy màu hồng gân này cực kỳ đẹp này. Đẹp chưa? Đây là một trong những tông màu đẹp nhất nha các bạn nhé. Hoa giấy màu hồng gân, đây là một trong những tông màu hoa đẹp nhất trong các dòng hoa giấy Thái. Trong các dòng hoa của Thái Lan thì thằng này thằng đẹp nhất này. Bác nào đang cần thì IB ngay cho em Thủy theo số điện thoại em Thủy đầu kênh là 969162214 với em. Cây quá đẹp luôn. Hoa giấy phớt hồng, hồng gân Sakura, hồng gân. Cây này nhá, cây này bọn hoa giấy này nhà mình nhá, đợt vừa rồi lũ lụt nó cũng bị ngập đấy. Ngập mà nó không cây nào nó bị làm sao cả, dễ riết vẫn khỏe, khỏe re luôn. Phải re luôn.
bị ngập 2 ngày, chỗ này là bị ngập 2 ngày, nhưng mà cây nó vẫn đẹp luôn. Hoa giấy rất là khỏe. Thế nên là các bạn mua hoa giấy nhá, các bạn về trồng, các bạn đến khi mà các bạn muốn phá nó đi, các bạn mà trồng mà nhà bác nào có đất mà hạ thổ xuống dưới đất trồng dưới đất ấy. Muốn phá đi còn khó cực kỳ luôn ấy. Chứ khi đào hẳn nó lên chứ còn để tự nhiên các bạn chả cần tưới, chả cần tắm chăm sóc gì đâu. Nó có mọc tốt như rừng ấy, nếu mà hạ thổ dưới đất. Còn đây là nhà mình trồng ở trên chậu thì phải tưới hàng ngày, chứ nếu mà các bạn hạ thổ đất gần như là các bạn chẳng cần bao giờ phải tưới khi mà đã trồng ổn định rồi. Hoa giấy nó mọc tốt tốt luôn. Nhưng mà muốn cây đẹp thì mình phải tỉa tót đi thì cây nó sẽ đẹp, còn nếu mà bọn mình không chăm sóc thì cây nó sẽ mọc tốt thành rừng ấy, vẻ đẹp nó sẽ kém đi tí. Đây là cây hoa giấy màu hồng gân này, màu hồng gân này. Còn bạn nào mà thích màu hồng sakura thì cây này là cây sakura. Cây sakura này thì nó rất là tán rất là sum, nhưng mà nó chưa nở hoa nhé mọi người nhá. Cây sakura này của bên mình tán rất là sum nhưng nó chưa nở hoa đấy. Còn nở hoa rồi mà muốn nhìn tận mắt tay mà tận mắt về nhà các bác mà có hoa thì các bạn chơi cái cây hồng hồng sakura này, cây hồng sakura này hoặc cây tím tuyết này. Bàn trà thì mình chơi cái tím tuyết, tím tuyết thì nó cũng rất là hay, cái lá của cây tím tuyết là rất là hay, rất là đẹp này. Tím tuyết nha, tím tuyết là một trong giống hot hit đấy, được nhiều người yêu thích. Ai ưng cây nào nhá, ai ưng cây nào thì các bạn chốt đơn chảnh màn hình gửi số điện thoại em thủy đầu kênh là 969 162 214 giúp em nhé. 969 162 214 giúp em. Hàng to đây, hàng to dành cho các bác mà nhiều tiền. Vừa rồi em quay hàng nhỏ, bây giờ em quay sang hàng to này. Đấy, có những cây to này là dành cho phân khúc những bác mà có tiền này, có tiền mình chơi cây to vip. Nhưng bên là bộ những cái cây bàn trà này, các bác chỉ cần kê một bộ bàn ghế ở dưới là uống nước, kê bộ bàn ghế uống nước ở bên dưới cực kỳ đẹp luôn. Ai ưng thì chốt đơn cho em Thủy nhá. Em xin xem xuống like đây.